Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cách làm bún mắm nêm heo quay ha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái cách pha mắm nêm nè và cái cách làm heo quay luôn. Với cái cách làm heo quay của mình thì cho rất là giòn nè và hấp dẫn lắm. Nếu các bạn nào cảm thấy thích thì hãy bắt tay và làm chung với gia đình của mình ngày hôm nay với món bún mắm nêm heo quay này đi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên thì mình sẽ có một ký thịt ba chỉ ha. Bên cạnh đây có hai muỗng canh giấm ăn, một miếng chao cỡ tầm 15g, nửa muỗng canh bột tỏi, nửa muỗng canh bột gừng, nửa muỗng canh bột ngũ vị hương. Bên cạnh đây thì mình có một muỗng canh nước tương. Và gia vị đi kèm gồm có 3 muỗng cà phê đường nè. Kế tiếp đó là 1,5 muỗng canh hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê muối. Tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình đi ướp thịt. Ở đây thì mình sẽ cho một muỗng canh nước tương vô một cái chén to nè. Kế tiếp đó là hạt nêm, đường, muối, bột ngọt mình sẽ cho hết vô luôn nha. Rồi, ở đây thì có bột ngũ vị hương, bột tỏi, bột gừng mình cũng sẽ cho vô luôn. Kế tiếp thì mình sẽ cho một miếng chao. Mình chỉ chừa lại cái giấm ăn thôi nha. Rồi đeo bao tay vô và mình sẽ tiến hành mình trộn đều tất cả các nguyên liệu này lên. Và muốn cho heo quay ngon thì các anh chị và các bạn phải có thời gian ướp cho cái phần thịt này thấm gia vị. Đồng thời cũng là lúc để mình hong da cho đủ khô cái lớp da ở trên đó. Thì như vậy thì mình quay heo quay nó mới giòn da được nhé. Rồi, miếng ba chỉ này thì mình đã cắt một đường ở giữa cái miếng ba chỉ để cho nó thấm đó. Mình sẽ massage đều tất cả các sốt lên cái bề mặt của thịt thôi ha. Mình không ướp trên bề mặt của da. Lưu ý rằng là một cái vấn đề như vậy nhé mọi người. Đó, mình massage đều trên cái miếng thịt và cái cạnh thịt đó, cạnh miếng thịt này nè. Mọi người cũng massage cho nó thấm gia vị luôn ha. Và khi mà massage đều gia vị lên trên cái phần thịt này rồi thì chúng ta sẽ lật cái mặt da lại. Mình lật cái mặt da lại ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành mình lấy giấy nhà bếp, mình lau cái mặt da này cho nó hết cái gia vị. Nó lỡ mà có dính cái gia vị vô cái da thì mình cũng sẽ lau cho sạch hết đi ha. Và lau cho cái phần da này nó khô. Đó, mọi người phải lau kỹ nhá. Ở đây thì mình không có cái giấy nhà bếp mà dai, mình chỉ còn cái miếng giấy này nè. Mình lau thì nó hơi dính cái vụn giấy ở trên, nhưng mà không sao hết. Mọi người làm sao để cho nó khô cái da là được. Rồi ở đây thì mình có hai muỗng canh giấm ăn, mình đã cho vô đây một muỗng cà phê muối. Đó, mọi người hòa tan giấm ăn với muối. Khi mà cái da heo đã khô thì các anh chị và các bạn sẽ quét đều cái giấm ăn này lên trên cái bề mặt của da heo ha. Với cái cách làm này thì cho chúng ta thành phẩm da heo nổ tan cái bì luôn, nó giòn khâu khấu luôn. Mà không cần phải lách cắt quá nhiều giai đoạn đâu ạ. Rồi quét đều ha. Ở đây thì mình không có quét hết cái giấm này đâu. Giống như mình làm một nửa, còn một nửa thì ngày mai mình làm, hoặc là các anh chị bỏ đi, ngày mai mình làm lại cũng được. Đó, mình quét vừa đủ cho nó ướt cái mặt da thôi nha mọi người. Tại vì làm ở đây thì tỷ lệ như thế này cho nó dễ á. Rồi bây giờ thì mình sẽ để nguyên như thế này, không đậy không gì hết, mình bỏ vô ngăn mát tủ lạnh qua đêm ha. Và đây là miếng thịt trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm nè, mình hong ở trong ngăn mát tủ lạnh, mình không có đậy. Thì như vậy cái độ lạnh của tủ lạnh nó làm cho cái da heo này rất là khô. Bây giờ thì tiến hành chúng ta đi nướng. Bây giờ thì mình nướng với cái nồi thủy tinh này nè. Thì mình sẽ lật cái phần thịt lên. Là cái phần thịt lên mình nướng trước nha. Với cái cách nướng này thì các anh chị và các bạn cũng có thể áp dụng với cái nồi chiên không dầu cũng được nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ điều chỉnh nhiệt độ. Ở đây thì mình sẽ nướng trong vòng 30 phút nè, với nhiệt độ là 200 độ. Rồi mình sẽ khởi động cái lò nướng này. Rồi và trong vòng 30 phút sau thì chúng ta sẽ quay lại. Lúc này thì mình nhìn vô trong là cái phần thịt nó bắt đầu chín. Và nó rất là ngon luôn á. Với một cái cách nướng nữa là nướng bằng cái nồi này thì thịt rất là mọng nước, không có bị khô đâu, mọi người yên tâm ha.
Rồi sau 30 phút mọi người nhìn nè, cái miếng ba chỉ của mình nó đã chín ở cái mặt dưới rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ lật cái mặt trên lên. Mình sẽ cho cái phần da lên trên ha. Và muốn cái phần da nó nổ bì tốt hơn thì các anh chị và các bạn sẽ quét thêm một cái lớp giấm và muối á. Ngày hôm qua mình để lại, hoặc là các anh chị và các bạn cũng có thể làm thêm một cái hỗn hợp mới nha. Mình sẽ cho một muỗng canh giấm ăn và nửa muỗng cà phê muối vô và mình sẽ quét đều lên bề mặt da. Và muốn cho cái bề mặt da nó nổ đều hơn thì các anh chị và các bạn sẽ tìm một cái vị nướng. Cái vị nướng đế cao hơn thì nó sát cái nhiệt độ lò thì nó sẽ nổ, cái da nó nổ dữ hơn nha. Đó, mình quét đều và bây giờ thì chúng ta sẽ điều chỉnh nhiệt độ. Ở đây thì mình sẽ nướng trong vòng 30 phút với nhiệt độ là 200 độ C luôn nhé. Và trong lúc đợi heo quay nó chín thì chúng ta sẽ nói qua về cái phần rau ha. Rau thì mình có giá nè, có rau xà lách và tất cả các loại rau thơm. Mọi người thích ăn rau thơm nào thì cho rau thơm đó ha. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có dưa leo. Và cái phần mà bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có nguyên liệu để mình làm mắm nêm ạ. Gồm có 1/4 trái thơm nè, tỏi, ớt. Rồi tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình đi làm mắm nêm thôi. Mình sẽ cho tỏi nè và ớt vô cái cối xay cầm tay này, mình xay cho nhuyễn ha. Nếu mà trường hợp gia đình của mình không có cối xay cầm tay thì chúng ta cũng có thể băm nhuyễn ra cũng được ạ. Mình cho thơm vô mình xay luôn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho vô cái máy này và mình sẽ kéo máy kéo. Và mọi người có cái cối xay cầm tay này rất là tiện luôn, chỉ cần kéo máy kéo là cái hỗn hợp nó đã nhuyễn ra như thế này rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho trái thơm, một ít thơm còn lại vô hết luôn nhé. Khi mà cái hỗn hợp đã nhuyễn ra rồi thì chúng ta sẽ đổ ra một cái tô. Kế tiếp thì mình sẽ sử dụng cái mắm nêm pha sẵn nhé. Mình sẽ cho 150ml mắm nêm. Kế tiếp thì mình sẽ dằn vô đây một miếng đường, cỡ tầm một muỗng canh đường và mình hòa tan ra ha. Cái da nó bắt đầu nổ tung lên rồi nữa. Và rất là giòn luôn. Thật ra hôm nay mình rất là hài lòng với cái cách làm heo quay tại nhà như thế này cho chúng ta thành phẩm nè. Sau 30 phút thì mọi người nhìn vô, nhìn như thế này thôi đã biết đủ, biết rằng cái da heo của mình nó giòn cỡ nào phải không ạ? Với cái cách làm này thì các anh chị và các bạn để một ngày thì da heo vẫn còn giòn nhé. Đây mọi người nghe cái tiếng giòn khâu khấu của nó nè. Nó rất là giòn nha. Bây giờ thì mình sẽ chặt ra cho mọi người coi miếng heo quay vàng ươm mà không có bị khét gì đâu. Thơm lắm, gia vị vừa ăn. Đó mình chặt ra ha. Như đã nói thì với cái cách làm heo quay như ngày hôm nay thì các anh chị và các bạn cũng có thể áp dụng với cái nồi chiên không dầu nha. Hoặc là mọi người có thể nướng bằng lò nướng của mình cũng được. Đó, miếng heo quay rất là giòn bì luôn. Và bây giờ thì mình sẽ bày trí ra tô nhé. Ở đây thì mình đã cho bún cho tô rồi nè và rau sống. Kế tiếp thì dưa leo mọi người sẽ băm nhuyễn và xắt nhỏ ra như thế này, ăn rất là ngon luôn đó. Mọi người ăn nhiều rau thì cho nhiều rau nha. Với cái món này thì vào những cái thời tiết nắng nóng thì chúng ta ăn rất là hấp dẫn luôn đó. Cho heo quay lên và khi nào mà mọi người muốn ăn tới đâu mình chan cái mắm nêm lên tới đó. Hoặc là mình cũng có thể là chan một ít lên cho nó thơm và nhạy mùi. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm bún mắm nêm tại nhà. Nếu mà mọi người cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần cần với cuộc vợ nhé. Có những cái góp ý nào thì hãy comment ở dưới để bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi, cảm ơn cuộc vợ xin chào cả nhà, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo nha.